Xin chào bà con và ông thợ. Tây thân yêu xe, đấng bảo vệ tình thiện, xin bảo vệ đất nước của chúng con, xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công đức, để họ biết như Ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ. Xin ban trí thông minh khoa học cho những người đang tìm các phương thức phù hợp cho sức khỏe và tiện ích thể lý của các anh chị em. Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì những người nghèo khổ, các tình nguyện viên, các y tá bác sĩ, những người ở tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân. Thậm chí đôi cha là sự an toàn của chính họ. Lạy Thánh Giuse, xin chúc lành cho giáo hội, từ các cửa các biên của giáo hội, xin làm cho giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng và lòng tốt của Ngài. Lạy Thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình bằng sự thiết năng cầu nguyện của Ngài. Xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, các đặc biệt là những người bé nhỏ nhất. Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn, xin cho không ai bị rơi vào sự thất vọng vì bị bỏ rơi và làm chi. An ủi những người yếu đuối nhất và ơn can đảm cho những người lung lay, xin bầu chữa cho những người nghèo khổ. Và cùng với Đức Thiên Nữ, mẹ của chúng con, cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi hình thức của đại dịch. Amen. Thank you.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng và dâng lời cảm tạ, vì hôm nay con một Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa hiện nhắc của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chức sách công đồ công vụ hợp theo Phi Lê trong quyển thứ nhất. Tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy cho đến ngày người lên trời. Sau khi căn dặn các công đồ, những kẻ người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, người đã tỏ cho các ông thấy người vẫn sống. Với nhiều bằng chứng, người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về Đức Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước. Phần các con, ít ngày nữa các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định cho quyền những ngày, nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Juda và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên trước mặt các ông, và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo đen đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đứng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi đến hậu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em trần thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy và ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng của Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại và đặt Ngài người bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trận các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và toàn thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh và thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đức Chúa Toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa. Rất là ngớ ngẩn đối với chúng ta ngày hôm nay. Dĩ nhiên
nhiên nếu chúng ta ở trong trường hợp các tông đồ, chúng ta cũng nghĩ như họ thôi. Lạy Thầy, có phải là đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Họ còn nghĩ là Chúa sẽ khôi phục nước Israel để trở nên một cái vương quốc như thờ của David, như thờ của Salomon, để Chúa giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma. Họ hoàn toàn nghĩ về khía cạnh chính trị, khía cạnh kinh tế theo lối của trần gian. Và chúng ta thấy Chúa trả lời là đâu phải các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Chúa Cha ấn định do quyền lực của Ngài. Cái chuyện khôi phục nước Israel theo kiểu của trần gian hay các nạn nhân khác, tất cả đều tùy thuộc ở nơi Chúa Cha. Nhưng mà Chúa không đến để giải thoát con người về vấn đề chính trị, về vấn đề kinh tế, cái lối của trần gian đâu. Nghĩ tới cái cách đó là sai hoàn toàn, vì cái cách của Chúa cao hơn nhiều. Nếu mà giải thoát theo kiểu đó thì dân tộc Do Thái lên không nô lệ đế quốc Roma nữa, rồi lên làm bá chủ thế giới, rồi cũng trở lại y chang như bao nhiêu cái chế độ này, chế độ kia, chế độ nào cũng có những cái bất toàn của nó hết, không có cái nào hoàn hảo hết, rồi cũng được mạnh được yếu thua theo kiểu của trần gian thôi, cũng đi cái vòng lẩn quẩn của trần gian. Ở đây Chúa kéo chúng ta lên để sống một đời sống cao hơn với Chúa, chứ không phải là để tăng dần cái quyền lực, tiền bạc, danh vọng, đạo phú của trần gian. Cho nên Chúa nói với các tông đồ là các con phải tụ lại Jerusalem để cầu nguyện và để các con được sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Rồi làm cái gì? Sức mạnh của Chúa Thần để làm chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem và cho tới tận cùng trái đất. Khi Chúa Thần đến thì các tông đồ không còn nghĩ theo lối của trần gian nữa, mà cùng một cái gì với Chúa Giêsu để làm chứng nhân cho tin mừng phục sinh của Đức Kitô, không phải bằng lời nói suông mà bằng mạng sống của các ngài. Không ai dạy gì dùng cái mạng sống của mình để làm chứng trong sự gian dối. Vì vậy mà qua máu của cái thánh tự đạo của các tông đồ, chúng ta tin Chúa Giêsu thực sự đã sống lại. Và nếu Thầy Chúa Giêsu không sống lại, đức tin của chúng ta vô ích, vì chúng ta tin một người đã chết giống như ba người khác mà chẳng bao giờ sống lại. Vì vậy niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh là điều quan trọng vô cùng, là trung tâm điểm của đời sống Kitô giáo. Và chúng ta tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã chết và sống lại vinh quang. Và chỉ có Chúa Thần mới làm cho các tông đồ hiểu được cái kế hoạch cứu độ của Chúa để làm chứng nhân cho Chúa. Còn nếu không, ngày hôm nay 2000 năm sau rồi, người ta vẫn ở trong cái vòng lẩn quẩn đang tranh chấp nhau những cái chóng qua của trần gian. Chúa Giêsu muốn kéo chúng ta lên để có cái gì cao hơn và xa hơn đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúa không tạo dựng chúng ta để ăn, để mặc, để ngủ, để tìm vợ gả chồng rồi chết, rồi bỏ lại tất cả cái trần gian. Không phải để tranh nhau cái được bao nhiêu tỷ đô la xong rồi bỏ đó, mà làm khổ bao nhiêu người mà chẳng được cái gì hết bên kia thế giới. Vì vậy Chúa muốn chúng ta hãy sống trong cái cùng đích tối hậu của mình, mà Chúa Giêsu đã cho chúng ta cơ hội trong bài học thứ hai nói cho chúng ta. Ngài đến để cứu độ chúng ta, để chúng ta nhận biết Ngài, và xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt để nên biết thế nào để trông cậy vào ơn người kêu gọi, để chúng ta không còn sống trong cái vòng lẩn quẩn tranh chấp với trần gian, mà thực sự được giới thiệu lên một với Chúa Giêsu là đầu của toàn thể thân mình hồn nhiệm của Đức Kitô. Chúng ta là chi thể của Ngài. Nhưng mà mỗi khi chúng ta phạm tội trọng, mỗi khi chúng ta lấy mình làm trung tâm, là tự chúng ta tách mình ra khỏi cái thân mình mầu nhiệm này, không phải chúng kết án chúng ta, nhưng mà chính chúng ta tự kết án mình khi chúng ta tự tách ra khỏi thân mình mầu nhiệm của Chúa, giống như là cái cành nho
bị tách ra khỏi thân nhau là cô em mà đã chết thôi. Vì vậy chúng ta chết không phải là chờ tới khi sanh chết, mà chết khi chúng ta phạm tội rồi. Chúng ta chết về tâm linh, chết về tâm lý, giống như hai vợ chồng mà bắt đầu sống tách biệt, tiền ai nấy giữ, rồi mỗi người có chương trình riêng theo ý của mình, không còn gì chung nữa. Là nghĩa tình nghĩa vợ đã chết rồi, không chờ tới ngày ly dị đâu, mà lúc đó đã bắt đầu chết rồi, chết về tâm linh, về tâm lý, về tình cảm rồi, rồi cái chết đời đời trong mắt đó là cái hậu quả sau. Nhưng mà ngay đời này đã không có hạnh phúc rồi. Vì vậy Chúa cho chúng ta được kết hiệp của nhà, mà muốn kết hiệp với Chúa Giêsu, chúng ta phải cùng tư tưởng một tình yêu, một ước muốn của Chúa Giêsu, nhờ lời của Chúa, nhờ thánh thần của Chúa tác động để chúng ta hiểu được lời của Chúa. Kinh thánh là lời của Chúa Thánh Thần. Chúa Thần dùng tất cả những lời dạy của Đức Kitô và tác động cái thông tin Giêsu để chúng ta nhận biết Giêsu là Thiên Chúa, và qua cái bí tích Ngài kết hiệp chúng ta lên một thân thể màu nhiệm của Đức Kitô để sống cho Chúa. Vì vậy khi chúng ta đọc đến lại của ông, chúng ta mới thấy cái kết quả của những người tin vào Đức Giêsu và để Thánh Thần tác động kết hiệp chúng ta lên một với Ngài, có những cái kết quả chúng ta đọc vào bài của ông chúng ta thấy. Thứ nhất là những ai tin thì họ nhân danh Thầy và trừ được quỷ. Bởi vì chúng ta là một chi thể của Đức Kitô thì ma quỷ có thấy chúng ta có sợ. Còn khi mà chúng ta tách ra khỏi Đức Kitô thì chúng ta đã bị nô lệ ma quỷ rồi. Và ma quỷ nó không có, nó đâu có tỏ lộ cho chúng ta thấy sự hiện diện của nó đâu. Nó cám dỗ chúng ta về tiền bạc, về tính dục, về ham mê danh vọng ngạ thú của trần gian, và tưởng rằng là chúng ta được cái này cái kia, nhưng mà thực tế chúng ta là giống như con cá bị mắc câu vậy đó, tức là mất cả cuộc đời rồi. Khi chúng ta ăn một chút xíu mồi, mà mồi giả thôi chứ không có mồi thật đâu, tất cả chỉ là những cái hạnh phúc giả tạo thôi, và cuối cùng là bị bào bại của nó. Còn khi giống như một em bé nó đi với cha mẹ của nó thì những cái đứa nào biết nó là phải sợ rồi. Chúng ta đi với Chúa Giêsu để làm một với Chúa Giêsu thì ma quỷ nó mới sợ chúng ta, và nhân danh Chúa Giêsu chúng ta mới xua đuổi nó, bởi vì tự sức của chúng ta không có chống lại ma quỷ được. Ma quỷ nó rất là tinh tế, rất là khôn ngoan, và nó lừa đảo chúng ta một cách rất là dễ dàng và đủ chiêu bài để chúng ta rơi vào bẫy của nó. Cho nên trước tiên là phải kết hiệp với Chúa Giêsu, muốn nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ được, rồi nói các thứ tiếng mới là giống như các con đồ, chỉ cần nói tiếng mẹ đẻ của mình thôi, người ta vẫn hiểu được cái sứ điệp tin mừng của Chúa. Cầm răng trong tay, nếu uống lại chất độc cũng không bị nào, đặt tay trên người bệnh thì bệnh nhân được lành. Không phải là các con đồ hay người này người kia có quyền năng để chữa lành bệnh tật đâu, mà chính Thiên Chúa dùng chúng ta là chi thể của Ngài để Ngài làm, để vinh danh cho Chúa chứ không phải vinh danh cho chúng ta đâu. Vì vậy chúng ta hãy kết hiệp với Chúa Giêsu để chính chúng ta được hưởng hạnh phúc và bình an ngay bây giờ, và cho những người xung quanh của chúng ta được. Và chúng ta biết trong buổi tiệc ly thì Chúa truyền lệnh cho chúng ta hãy yêu thương nhau như Thầy yêu các con, nghĩa là yêu đến chết trên thập giá. Và tình yêu vô điều kiện đó chúng ta phải thể hiện trong đời sống phục vụ quên mình hoàn toàn. Còn trước khi về trời thì Chúa truyền lệnh là các con đồ phải đi rao giảng khắp thế gian. Đó là hai cái mệnh lệnh mà Chúa Giêsu trói lại cho từng người chúng ta. Qua cái đức rửa tội chúng ta là một với Chúa Giêsu rồi, thì phải thực hiện tất cả những cái công việc, cái sứ mạng mà Chúa Giêsu giao ra cho hộ thánh và cho từng người chúng ta, để mọi người thấy được cái kết quả của tình yêu Đức Kitô thể hiện trong đời chúng ta khi chúng ta biết phục vụ vô điều kiện, khi biết quên mình hoàn toàn, giống như mẹ Teresa của chúng ta phục vụ cho những người nghèo, nhất là người nghèo,
tại cho chúng ta đổ trên nào. Thì chính những người mà đổ quá khích cuốn trục xuất mẹ ra xa, cuối cùng cũng phải mời mẹ ở lại của chúng ta, mời mẹ ở lại của họ để cho mẹ tiếp tục phục vụ những người nghèo. Chúng ta thể hiện cái tình yêu của Đức Kitô trong gia đình chúng ta, trong cộng đồng chúng ta bằng một đời sống phục vụ trong tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô. Amen. Xin mời chúng ta cùng xin xin Phêrô Lại, Anna Gẩm,
Teresa Lê Thị Mến, Bùi Quang, Hồ Trinh, Anna Vũ Lạ, Doan Bautista Xuyên, Phêrô Hồ Đình Khoa, Phaolô Nghiêm, Damin, Nikae, Anna, Maria Hằng và các linh hồn ông bà cha mẹ chúng ta đã qua đời được vào hưởng vinh quang nơi quê thật trên trời. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa về muôn hồng ân Chúa ban cho chúng ta cùng với gia đình Nguyễn Công Linh 30 năm định cư ở Mỹ. Mai Bạch Yến, Vũ Tiên, Alisa nhận bí tích thêm sức, Hiển, Maria Lý, Cường Viện, Tiffany, Phạm Khân, Trần Thị Biết trên giường bệnh và trận đứng sự lan rộng của dịch viêm phổi corona tại Ấn Độ và trên thế giới. Chúng ta dâng những ý nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lên trời người mới hữu Chúa Cha, xin cho chúng con trở nên những chứng nhân sống động về sự hiện diện của Chúa giữa trần gian. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Người lên trời không phải để lìa xa chúng con là những kẻ yếu đuối, nhưng là
đầu và làm thủ lãnh của chúng con nên người đã lên trước, để chúng con là những chi thể của người vững một niềm tin tưởng cũng sẽ được lên theo. Vì thế còn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan, đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng cha với miệng và không ngừng tung hô rằng chúng ta cùng nhau.
ban cho mọi sự dường. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dường. Xin hỏi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại thì Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin nói thương ban cho hội thánh được bình an và làm nhắc theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Tình đến chân trời mãi tơ với một thời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa còn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được đến từ phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về mẹ Chúa là nơi Đức Kitô, vì thủ lòng của chúng con đang hiển trị, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa còn năng là cha và con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Xin thông báo về những ai có được bánh mua bánh sáng này thì ở ngoài bánh đó là chị Hà của tôi có bán trước. Và chúc mừng ca đoàn này trở lại hát bình thường, nhưng mà cũng phải ngồi các nhau ba tiếng. Chúng ta cố gắng giữ khoảng cách chút xíu, tại vì đỡ nó lây được, giống như bên Ấn Độ thì lại đóng cửa tiếp mất thêm năm nữa, mất năm rồi tại chỗ, nhưng mà có vaccine nhưng mà cũng vẫn bị lây nữa, nên cố gắng giữ cẩn thận để xong chúc anh chị em đi bình an.